ai cam lòng bị khó khăn đành bài. Nẹp mình vào cốc ngoan ngoãn chịu đựng, chạy vội dưới dòng xe cổ đi tàu điện ngầm, mồ hôi ướt đẫm mở máy toàn đặt cơm ngon, người cạnh bên đắp cơm thịt kho. Ước mơ đôi khi như bồ câu manh, gió thổi một cái là tan biến. Tương lai thỉnh thoảng như quả bóng bay, gió quét đến phương hướng không có một vài khách nào dừng lại. Điểm đến không một tia sáng, em nhục nhạc bỏ lỡ cô đơn, xa xút lạc lối, cảm xúc lên xuống không ngừng. Em muốn che giấu bản thân, người khác lại nói em giả tạo. Ngẩng đầu nhìn à mây trôi qua bầu trời xanh, cúi đầu nhìn à mây trôi qua bầu trời. Anh đối mặt với cuộc sống cố gắng chịu đựng, nhưng không thể phân biệt lòng người. Trong thế giới cạnh tranh lợi ích thắng thua là hiện thực, cuộc đời thực sự như đóng phim. Chất anh trong kịch bản lạc lối, xã hội không phải là kỳ thi ở trường, không có câu hỏi trắc nghiệm để đoán mò. Không muốn trong độ tuổi phải cố gắng, lại đứng đối diện với thành công như cuộc gọi từ ba mẹ thúc đẩy. Tuy lời anh không kịp được, anh muốn tin những lời hứa lúc nhỏ thành hiện thực khi lớn lên. Nhưng cuộc đời không phải là siêu thị, không ai cho anh phiêu giảng xa. Ngẩng đầu nhìn à mây trôi qua bầu trời xanh, cúi đầu nhìn à hoa nở khắp đồi núi, sao và trắng à tỏa sáng, thanh hàng ngàn ngọn đèn soi sáng mọi khúc quanh trên đường ta đi. Ngẩng đầu nhìn à mây trôi qua bầu trời xanh, cúi đầu nhìn à hoa nở khắp đồi núi, sao và trăng à tỏa sáng, thanh hàng ngàn ngọn đèn soi sáng ngoài khúc quanh trên đường ta đi. Trời lặng bỏ xuống đồi, đau chèn trẻ con đuổi theo gió chạy qua. Ngẩng đầu nhìn thấy hoa nở, đau chèn sao chiếu sáng đèn, mẹ đã hâm nóng đồ ăn.